Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 37 tuổi ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn bị thương nặng do điện thoại phát nổ khi đang sử dụng. Bệnh nhân được đưa tới cấp cứu vào khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 8 trong tình trạng dập nát bàn tay phải, đa chấn thương vùng mặt, cổ, phần mềm vùng ngực, bụng và một số bộ phận khác trên cơ thể. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã xử trí ban đầu bằng cách băng cầm máu vết thương, bù dịch giảm đau, chống sốc. Và sau đó, bệnh nhân đã được chuyển tuyến đến bệnh viện Việt Đức. Qua vụ tai nạn trên, các bác sĩ khuyến cáo mọi người, nhất là giới trẻ, không nên vừa sạc pin điện thoại vừa sử dụng vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.